Xin chào các bạn. Có bạn hỏi mình về cái nguyên lý hoạt động của cái van van cơ này, thì hôm nay mình xin giới thiệu cái chức năng và nguyên lý hoạt động của cái van cơ, hay còn gọi là van bốn ngả. Bây giờ có một số hãng máy lọc nước như là Kangaroo, người ta vẫn dùng cái van cơ này, đúng không ạ? Thì cái chức năng của nó giống như van điện từ thôi, có nghĩa là khi máy chạy thì nó sẽ cấp nước, và khi máy ngừng chạy thì nó sẽ ngừng cấp nước để tránh cái tình trạng là nước thải chảy ra liên tục. Ở van điện từ thì chúng ta biết rồi đúng không, nguyên lý của nó là khi được cấp điện, bơm được cấp điện, van điện từ được cấp điện đúng không, thì nó sẽ mở cái nước chạy, và khi áp cao ngắt thì là bơm và van điện từ thì đều được ngắt điện để nó không cấp điện cho van điện từ nữa, thì ra là nó nước sẽ không vào được hệ thống đúng không. Nhưng mà cái con van cơ này nó không chạy bằng điện thì nó ngắt nước như thế nào, nguyên lý của nó thì như thế nào để nó có thể ngắt nước khi mà máy ngừng chạy. Đây tôi có vẽ một cái sơ đồ đây, đây đúng không ạ, đây là nước sạch từ màng rô chảy ra đúng không? Còn cái đường in out này nhá, đây cái đường in out này nhiều bạn sẽ nhầm đây là cái đường mà nước sạch ra thì không đúng nhá. Đây là cái đường này, cái đường thông này, thông từ trên xuống dưới mình có thể nhìn thấy, thì đấy là cái đường nước sạch từ màng rô ra. Còn cái đường có in out này thì đường in này chính là nước từ đầu bơm đẩy ra lên màng. Đó, qua đây là lên 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 màng để cấp nước, để tạo áp lực nước lên màng đấy. Nguyên lý của nó đây, khi mà nước sạch từ màng rô chảy ra đúng không, qua đây đó, qua đây và xuống bình áp đúng không, thì bình áp chúng ta biết là có hơi rồi, khi nước vào nó sẽ chiếm cái thể tích cái bình đấy, làm cho có áp lực đẩy ngược lên đúng không. Khi mà bình áp đẩy ngược lên này đó, thì làm cho nước sẽ chảy qua cái lỗ này, đây chúng ta có vẽ lỗ đây đúng không, nó sẽ đẩy vào cái gioăng cao su này đấy, làm gioăng cao su này có xu hướng đẩy xuống đúng không đó. Còn cái đường in này chính là đường nước từ đầu bơm đẩy lên màng rô đúng không, đường in này nước sẽ vào đây này đấy, qua đây đúng không, xong qua đây lên màng rô này đúng không đó. Đấy là khi nước chảy bình thường đúng không, khi mà máy ngừng chạy đúng không ạ, thì áp lực nước ở dưới này rất là lớn rồi, từ bình áp đẩy lên đúng không, nó đẩy xuống đây làm cho cái gioăng cao su này bịt hai cái lỗ này lại, thì nước sẽ không thể nào mà thoát, không thể nào chảy từ bên này sang đây được nữa. Khi máy đang hoạt động nhé, thì áp lực nước từ bơm đẩy lên rất là lớn, nó sẽ thắng được cái lực đẩy từ bình áp đúng không ạ, thì nó sẽ đẩy lên, nó xu hướng đẩy cái gioăng cao su này lên, vì vì nó thắng được cái lực đẩy từ trên xuống mà đẩy lên đúng không, nước sẽ chảy ra đây và cấp nước cho màng rô. Nhưng mà khi bơm dừng rồi đúng không ạ, bơm dừng thì là không có lực đẩy từ bơm lên nữa, làm cho áp lực từ bình áp đẩy lên nó sẽ thắng được cái lực đẩy này, bởi vì nước đây chỉ là nước cấp vào bình thường thôi, nếu mà không có lực được đẩy từ bơm đúng không ạ, thì nó sẽ đẩy vào đây đúng không, là bịt hai cái dòng này, bịt hai cái đường này, nước sẽ không chảy được từ đây sang đây nữa. Đấy là nguyên lý ngừng cấp nước của nó thực tế đây đó. Đây nhá, bên này nhá, cái đường này là đường thông này đúng không, đường thông sang đây này, này. Đấy. Nước chảy qua đây đúng không ạ, nước chảy qua đây là đường nước sạch chảy qua đây đúng không, khi mà bình áp đầy nó sẽ có xu hướng chảy đẩy vào qua cái lỗ này, đẩy ra đây, đẩy qua cái lỗ đấy, đẩy vào cái gioăng cao su này đúng không ạ, gioăng cao su này nó sẽ đẩy xuống đấy, đấy đẩy lên như này đúng không ạ. Bên này là đường cấp nước này, đường in này, nước từ đầu bơm sẽ đẩy vào cái lỗ này đúng không ạ, đây nó sẽ thông ra đây, nhìn thấy chưa? Đầu bút bi tôi chăm chỉ đó, chiếm qua cái khoang nước này đúng không ạ, và chảy vào cái lỗ này, nhìn thấy cái lỗ này không? Lỗ này xuyên ra đây ra ngoài đúng không? Đấy là khi mà bơm hoạt động nó sẽ thắng được cái lực đẩy từ bình áp đẩy lên, thắng được lực cái lực đẩy từ bình áp đẩy xuống, xin lỗi, đẩy xuống đúng không? Mà khi bơm ngừng hoạt động thì sao đúng không, thì là lực đẩy bình áp đẩy xuống rất là mạnh, làm cho cái gioăng cao su này, nhìn thấy không, tròn tròn này sẽ bịt kín cái khoang này, làm cho nước từ bên đây không thể chảy sang bên đây được nữa. Đó là cái nguyên lý ngừng cấp nước của cái van cơ này. Và cái van cơ này nó hỏng 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 hóc ở cái tình trạng nó hay bị kênh này, hoặc là nó bị bẩn vào đây này đúng không, nó kênh đây, ví dụ nó kênh đây nó bị bụi bẩn hay cái gì đó qua đây đúng không, bởi vì nước nó chỉ mới qua lọc qua ba lót số 1, 2, 3 thôi, chứ chưa qua, chưa qua màng, thành ra nó tắc, thì nó cái này nó sẽ không bị được hết vào đây, khi đó máy dừng rồi nước vẫn chảy qua bình thường đó. Đấy là cái nguyên lý của nó, và khi đấy là cái hư hỏng của nó, và khi chúng ta muốn khắc phục của nó thì chúng ta phải tháo này ra thôi, tháo nó là cái gioăng cao su thôi mà, tháo ra ấy. Nó lấy bàn chải đánh đánh sạch, đánh sạch đi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.